Khi những cơn gió mùa hạ bắt đầu thổi về thì cũng là lúc những con sứa biển bắt đầu vào bờ. Và đó cũng chính là mùa dân chài dọc bờ biển miền Trung sửa soạn vào mùa khai thác sứa. Sứa khi vừa bắt lên từ bờ biển được rửa sạch, sau đó cho vào những ngăn chứa nước muối pha phèn nhẹ, ngâm ngập khoảng 15 đến 30 ngày, sau đó mới vớt ra phơi nắng. Bao giờ thấy sứa tóc khô lại thì được. Sứa khô thường được xuất ra nước ngoài hay đưa lên thành phố. Còn những người đi biển ít ăn sứa khô vì giá thành cao và phần vị sứa tươi ngọt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nấu món canh sứa cá rô. Món này khá là lạ đúng không ạ? Nhưng mà nguyên liệu chuẩn bị thì đơn giản lắm. Chúng ta sẽ chuẩn bị khoảng 2 con cá rô cỡ này, 200g sứa, cần nước, cà chua, nước mắm loại ngon, ớt bột, bột nghệ, tỏi băm nhuyễn, hành tím băm nhuyễn. Với sứa khi mà chúng ta mua về thì chúng ta sẽ rửa sơ qua bằng nước ấm. Còn cần nước và cà chua thì sẽ nhờ Trinh. Trinh cắt cần nước khúc khoảng 4cm. Với cá rô thì chúng ta sẽ cho vào nồi để mà luộc chín lên. Chúng ta sẽ cho 2 muỗng nước mắm vào trong nồi luộc cá. Chúng ta nấu cá rô, chỉ cần nước sôi bùng lên là chúng ta sẽ vớt cá ra. Bởi vì tí xíu nữa thì mình sẽ còn xào cái phần thịt này lên. Nếu như mà chúng ta nấu chín quá thì cái phần thịt nó bị nát ra. Bây giờ thì mình sẽ rửa cái phần thịt cá ra. Thịt cá rô sau khi mà chúng ta rửa thịt bỏ lại xương thì bây giờ chúng ta sẽ xào cái phần thịt này lên với ớt bột và bột nghệ. Mình sẽ cho một phần tỏi băm vào, một phần hành băm vào, phi thơm lên. Và cho cái phần thịt cá mà mình đã rửa ra. Chúng ta sẽ cho một ít muối vào quý vị nhé. Nhớ là cho bột nghệ vào để tạo cái màu đẹp. Ớt bột. Chúng ta sẽ đảo lên. Hấp dẫn quá, như vậy thì cá đã chín hoàn toàn qua cái giai đoạn này rồi. Chúng ta xào đến khi nào mà cái phần cá nó có một cái màu vàng đẹp mắt của nghệ và ớt bột, cũng như chúng ta nghe cái mùi thơm. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần cá này vào trong cái nồi nước luộc cá lúc nãy. Chúng ta sẽ giữ cái chảo này lại, cho thêm một ít dầu ăn vào. Tiếp tục phi hành. Cho cà chua vào để xào sơ. Cũng sẽ nêm một ít muối, một ít thôi quý vị nhé. Cho cà chua vào trong cái nồi nước luộc cá. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ cho cái nồi canh của chúng ta nó sôi bùng lên thì chúng ta sẽ cho sứa vào. Chờ cho nước sôi bùng lên một lần nữa, chúng ta sẽ cho cái phần cần nước vào. Mình chờ khoảng chừng 1 đến 2 phút chúng ta sẽ múc canh ra tô. Bây giờ chúng ta thấy là cái cần nước nó cũng đã chín rồi. Bây giờ mình múc canh ra nhé.